À, xin kính chào đến cô chú anh chị em thân mến. Hôm nay là ngày 28 tháng 10 nữa nè, thì tiếp tục đập thùng cái con TF 160 nữa nè. Đó, hàng này khủng luôn nha. Nhân ma. Rồi. Trong vườn nhất chưa? Rồi. Anh ruột ở thành phố Hồ Chí Minh xuống mua cái máy về chạy oxyter hả anh ruột? Chạy vòng vòng trên đây, xe hả? Xe tải anh? Rồi. Thì để riêng ngoài đi dễ chở. Để luôn tóc vô luôn hả? Úp có chạy không? Để ngoài đi. Để ngoài đi, để vậy để ngoài đi. Rồi rồi. Bỏ vô không thì đây rồi. Rồi rồi đi ngoài ngoài đi. Không cái này không có được. Không có gì. Không có áo, nó. Dạ dạ, ăn dân ma là nói vậy đó anh.